bác nhìn mưa nó đang đi rồi, đang đi kìa. Đang về, đang về. Đây rồi. Đây rồi, đóng rồi nhé mày. Vừa bước. Vừa to vừa rồi. Mày chạy đâu. Đấy, mút mút mút. Các bác nhìn mưa nó đang đi rồi, đang đi kìa. Đang về, đang về. Đây rồi. Đây rồi nhé mày. Đóng rồi nhé mày. Vừa bước. Mưa to nó vừa rồi. Mày chạy đâu. Mày chạy đâu em ơi. Ôi giời ơi. Con này dã man quá anh em ơi. Ui ui, đóng cá sông quê lòi. Mày chạy đâu. Ui bò luôn anh em ơi. Mưa to. Đấy đấy anh em. Đấy rồi. Rồi rồi rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây, đây rồi. Ui anh em ơi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây, đây rồi. Ui anh em ơi. Đây rồi. Đây rồi. Hàng. Hàng anh em ơi. Uai. Ui 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 hàng hàng anh em ơi. Ui. Vâng, hello và xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại Phương Thảo Vi Sinh. Hôm nay đưa anh em tới một địa điểm câu rất là đẹp luôn ở trên sông Bạch Đằng anh em nhé. Sông này sông nước lợ luôn các bạn chứ không phải là nước ngọt đâu. Hôm nay em sẽ đánh nước lợ. Đây anh em này, đây là những cái khu rừng lậu ở miền Bắc gọi là lậu, ở trong miền Nam mà ta gọi là cây vừng, quả vừng đấy. Bừng có bừng, không phải có vừng có bừng. Ngoài toàn cây lậu anh em ạ, chim khó rất là nhiều luôn. Nước đang lên. Anh em nước đang lên đang đứng luôn. Thời tiết miền Bắc cho em lần này nó mưa nắng liên tục luôn. Đang nắng trời lại mưa, mưa ào ào. Ở trong này thì anh em câu những địa điểm này thì hay được cá rói, cá vược, cá cháp. Cũng nhiều loại lắm, cá loại da trơn ấy. Đa phần là mùa này câu sẽ được rói vượt nhiều. Đây câu bên ngoài này anh em ạ. Đoạn này thì nó, người ta làm cảng ấy, nối cái sông luôn mà cảng thì buộc lên chỗ hoàn thành. Thành ra cái chỗ này nó sâu lắm. Nay em định đánh lục mà thôi đi. Này đánh đài anh em nhé. Đổi gió anh em xem một tí cho nó phê pha. Đánh lục nhiều quá này mà. Em đánh đài thì đa phần em toàn đánh bạo lực, đánh chơi toàn dây dù, cần khỏe. Bò cá luôn cho nó phê. Lần làm này em sẽ đánh bằng cây 10H anh em nhé. Nếu mà 10H lên hàm mà nó cứng quá thì mới đổi sang cây 46T. 46T nó là loại 8H. 46T thì nó cây nó mềm hơn một tí nhưng mà nó lại khỏe hơn. Bởi giá nó trên gần như là gấp đôi luôn đấy. Điều này đẹp đấy anh em ạ. Hay ngồi những chỗ như này hơi gió anh em nhỉ. Đấy, đi nó hơi gió. Đấy, quay anh em xem điểm này đẹp chưa. Cái chỗ này mà ngồi thì không tuyệt vời à. Quá là tuyệt vời luôn đấy. Đây, đây bây giờ sẽ ra cái chỗ kia ngồi anh em nhé. Đấy cái chỗ bãi cỏ kìa. Ngồi đánh cho nó phê. Trong đấy có cái na. Đấy mùa này na chưa chín nhỉ. Đấy, na chín thì đẹp quá. Đấy, anh em okay, na lắm quả chưa. Quả này mà mùa hè anh em mà có cái loại na này chín ấy. Ông còn dằm na cho đường đá vào ăn phê thôi rồi luôn. Mùa này chưa chín mới đều ấy. Bây giờ đến chỗ kia ngồi anh em nhá. Kia nó có chú kia nhìn cho nó sạch sạch đẹp đẹp anh em ạ. Bụi kia ráng này. Đấy, bãi cỏ bụi kia ráng hay ngồi đẹp. Wow. Đánh mấy hôm đánh cây 46T nhiều quá. Hôm nay trở về đánh cây 10H anh em nhá. 10H một đen. Và nay em sẽ đánh đài. Ui. Cây 10H này rất là phê anh em ạ. Kéo cá to thì quên chết đi. Trời hôm nay thì vừa mới mưa xong thì ra đất cũng rất là ẩm. Em đánh đài anh em nhé. 46T nó bá đạo quá. Nói chung là đánh là cái loại cần xịn thì nó đẳng cấp hơn hẳn. Đây giới thiệu mấy anh em này mới sắm quả vợt mới. Vợt carbon rất là nhẹ. Lần trước em đi đợt đi câu ấy quên mất cái vợt vất ở cái bãi cỏ ấy,
hôm sau ra mất tích. Đi câu là quên khá khá đồ đấy anh em ạ. Có đợt thường quên cả cần, nọ đi cái vật to thế mà sao lại quên được vật không biết. Còn sống đi câu thì nó chẳng có gì ngoài ngoài ủ chua anh em. Điều này các bác đặt hàng nhiều quá người ta hết mất mồi. Nhiều bác phải đợi đợt sau nhé. Ủ em đánh thì nó là vô đối rồi. Tính là cá vào anh em. Nhất thính cá nó vào. Cô này phải thả tính thì cá nó vào rồi. Là đánh đài em mang thêm cả bột mì đi anh em nhé. Em mang cả bột mì để trộn vào mấy này chua nó dạo. Đánh cho nó đều màu. Khô một cái tí nước này. Đạo này mới học thêm bộ môn đánh đài. Chung là đánh cái này quay để đổi cho anh em xem một tí khi sẽ khá bọt cho nó vui vui mắt thôi chứ còn đâu ra đánh nó sẽ không được hiệu quả bằng nục đâu. Những anh em của em đang từ câu đài trở sang chuyển sang câu lục ấy thì hầu như là đều nghiện lục hết. Lục nó khủng khiếp đó anh em. Đánh là nghiện. Đài không nghiện chứ lục là nghiện đấy. Nước ở đấy cũng sâu khá khá anh em. Nó rơi tầm khoảng 2,5 m. Ra ngoài nữa thì còn sâu lắm. Mình đánh lông lông gần bờ. Sông nước nó mênh mông, giờ đánh ngoài xa, đánh nó toàn bùn, nó khó nhai. Đó, đánh tầm này nó ok anh em ạ. Nhà mình đang còn lún lún kìa. Ui trời trời, bắt đầu mưa to rồi các bạn. Mưa rào rồi. Đấy nha. Ấy rồi. Lôi lôi lôi. Đây rồi. Đây rồi, đây đấy rồi. Ui anh em ơi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đây rồi, đây đấy rồi. Ui anh em ơi, đây rồi, đây rồi. Hàng, hàng anh em ơi. Ui. Ui ui. Ui ui hàng hàng anh em ơi. Ui. Ui. Hàng em ơi. Ui ui. Ui rồi hàng hàng. Wow. Ui con này to là con to là. Ui nó ghi con này to lắm anh em không mất. Ui ui. Ui dồi ui phê phê. Con gì vậy thôi. Ui cá vược cá vược cá vược anh em ơi. Ui dồi ui sông nước nào cá vược. Ô ui con này. Ui con này nó vít nó vít. Wow. Đứng đứng. Mày chết mông 10H của ông mày. Mày chết mông. Lên nổi 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 nổi. Ui con này nó bay cẩn thận nó chém vào đứt dây anh em ơi. Không để nó bay anh em ơi. Phê quá. Đóng rồi. Ui nó đóng hai nữa mọi người anh em ơi, con này mất gỡ. Mất gỡ mày chạy đâu. Ui nó vịt quá phê thế. Mất gỡ lên. Ui là trời đang mưa cái con này vào đóng hàng ngay. Lên
lên rồi, ngồi rồi. Ui, đóng hai nữa anh em nhìn chưa? Thế chưa? Đóng hai nữa rồi này. Trời ơi. Để quá. Được hai chung đợt mới anh em ạ. Được hai chung đợt mới rồi. Đấy. Đóng hai nữa này mày sẽ mất con ơi. Ui, giời. Ui, ui, sống nước nọ lên hàng cá vược anh em ơi. Thế chưa? Ui, con này nó kéo ác thật anh em ạ. Ui, sống nó lợn ngay lên cá vược. Tuyệt vời của mặt trời. Ui, nó ngậm này. Sao mà còn là đóng hai nữa. Mà con này nó sắc lắm, may là đóng hai nữa nó khó mất. Ok. Ui, anh em ơi, xe quá, không có vực. Xe quá anh em ơi. Ui, to quá anh em ạ. Ui, con này nó vậy. Con này hơn 2 cân anh em ạ. Ui, phải thế. Kính thật, nó làm quá vèo vèo vèo. Đã rồi. Nó vào đây anh em nhé. Không cho nó nào luôn thế này. Quá tuyệt vời anh em, cột nó luôn mà vào cái chỗ này anh em nhé. Cột cao cao này, nó có không khí. Phải thật đấy. Tuyệt vời quá. Ủa, phải nói cái mẻ hắt này đánh cá to nó xuống. Đóng hắt dữ quá nào, căng lên. Phải thật đấy. Công nhận là quả mồi ổ chua này nó bá đạo thật. Nó cứ nỡ còn lên à. Phê quá. Ổ chua quá là bá đạo luôn, nước lỡ còn lên được hả. Vuộc này nó hay đi theo đàn nó anh em ạ. Nó vào vẫn lại làm. Mùi to quá. Mùi to quá nha mọi người. Mưa to quá anh em ơi. Mưa dã man luôn, sợ thật. Mình ngắm phao này. Mưa khủng khiếp. Đấy, mút. Các bác nhìn mưa nó đang đi ở đang đi kìa. Đang về. Đây rồi. Đóng em ơi. Vượt. Mưa to vượt rồi. Mày chạy đâu. Đấy, mút. Các bác nhìn mưa nó đang đi kìa. Đang về. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Đóng rồi anh em ơi. Vượt. Mưa to nó vượt rồi. Mày chạy đâu em ơi. Ôi giời ơi. Con này dã man quá anh em ơi. Ui ui, đóng cá sông quê lòi. Mày chạy đâu. Ủa ơi, bo luôn anh em ơi, mưa to. Bo lỗi.
Mưa to quá. Ui, mưa to quá. Bong rồi anh em ạ. Ui, nó giật đất dây rồi, sợ thật. Ui, giật đất dây dù luôn. Quả này dã man thật đấy. Phê 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 quá. Ui, nó đang giật phát đất dây dù rồi. Còn đứt lưỡi. Dã man quá anh em ạ. Anh em ơi, thế dù em chọc đôi còn đứt sợ thôi. Ôi. Đầm mút đây các bác ơi. Các bác nhìn là nhâm nháy chưa? Đấy, đấy, đấy. Đây rồi, đây rồi, ôi đây, đây, đây rồi anh em. Ôi ôi, đây rồi, hàng rồi. Đây rồi, ôi đây, đây, đây rồi anh em. Ôi ôi, đây rồi, hàng rồi. Ui, hàng rồi anh em ơi. Ui, không để mất con này. Không để mất con này anh em ơi. Ui ôi, ui, giật gãy cả pha pho này anh em ơi. Ui ôi, ui ôi, ui, nó giật gãy cả pho này quá ơi. Ui. Ui, con này to quá. Ui, ui. Ui, các vượt to chưa anh em ơi. Wow, 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 wow. Không thể để mất con này được các bác ơi. Ui. Mày, mày. Mày đi à. Ui, nó giật gãy luôn của phao đài. Ui, con này to chưa. Wow. Con này cực kỳ to luôn anh em ạ. Rồi. Chỉ sợ con này giật quả lưỡi các bác ơi. Con này nó đóng thẳng rất phải lưỡi. Đấy đấy, nó đóng thẳng rất phải lưỡi. Ôi, câu cá sông cái này nó mới là phê. Cái này nó mới là phê pha nha em ơi. Đấy đấy đấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Đùa vít vít vít. Lên 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 lên. Wow 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 wow. Ai à. Đùa tao này. Lên. Lên lên. Bò. Ôi, đóng đóng thẳng mồm anh em ơi, bò luôn. Mày chạy đâu con ơi. Về pha chưa? Chạy này. Mướt đi, mướt đi, mướt đi. Rồi lên đây. Lên lên. Wow 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 wow.
Lỗi, 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 lỗi. Anh em nhìn thấy hàng phê không? Các bác nhìn thấy hàng phê chưa? Đấy, em là cá to rồi. Sướng quá, cầu cá sông như thế này. Con này để cho nó đuối hẳn anh em ạ. À, cá sông như thế này, các bác bảo có phê không? Đấy, 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 đấy. Rồi, để xuống nhấc nó lên nha. Cho nó cái gì vọt. À. Ai, vọt nghệ thuật anh em ơi, hàng hàng to chưa? Phê chưa? Wow 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 wow. Cá mú thế này chứ. Lưỡi sê cô anh em nhá. Các bác nhìn lưỡi sê cô nóng này. Đã màn. Chạy làm sao đâu. Hôm nay tiếc quả bồng quá. Ôi dồi ôi. Này quá là to luôn anh em này. À, cái mồm nó to tổ bố cướp. Ôi anh em nhìn này. Mồm to tổ bố thằng cướp. Wow. À. À. Tuyệt vời. Ôi to thật. Người thon dài. Bọn cá sông này có nhìn thấy chúng ngon này. Ôi con này tí về hấp thì tuyệt vời luôn. Thế quá. Cái lúc trời mưa đóng cọt nó ba bày này. Mất tiếc thật đấy. Còn nếu là con to. Còn mất bao giờ cũng là con to. Tựa luôn anh em ạ. Ủa, cho con luôn vào rõ ra nhá. Con thứ hai anh em nhá. Bắt cột chứa cột, bắt cột chứa cột. Ở chỗ này hoang dã luôn. Cái này em đang câu vào buổi sáng. Hôm nào sẽ làm một video nướng cá ở đây thì tuyệt vời các bạn. Trời, những hoa này. Những quả lậu anh em này. Buổi sáng cái hoa này nó bắt đầu nó nở, nó có cái nước mật rất là ngọt luôn. Đây, anh em đang đứng con này bò vào chân rất cao mình. Con này là con củ kỳ có lông nữa ấy. Ủa, tỏ đấy, nó vào lỗ mất rồi. Đấy, ở trong đấy có một con nữa anh em này. Zoom nó xem. Đây, một con nữa to luôn này. Bắt nhá. Các bác để mà quầy bắt con này là cắp cũng hơi đau. À, ui, ui nhiều chưa anh em ơi. Lai. Ui ôi, to quá to này. Ơ, khéo khéo nó cắp. Này. Nó to anh em ạ. Lỗ bao cũng con lỗ nó mở đúng nó phi ra cái lỗ kìa. Này, ở trong trong khe đây. Ui, đây này anh em. Ui trời con to. Đấy đấy. Này, các bác nhìn này, nắm lắm. Khe này có một con nó vừa chạy đây. Đây gọi là cục kỳ anh em này. Ngoài cái quán bánh đa người ta cứ bảo là bánh đa cua, thật ra bây giờ toàn loại này giã ra. Đấy đấy này. Qua nhìn khe đấy không con này. Đang bò kìa. Ôi thả mà đi nhá. Con này cắp đỏ lắm đấy. Chạy. Ui, ở đây đây con nữa này anh em ơi, nắm thật đấy. Ở đây toàn con to to đấy, không có loại nhỏ. Trước bọn em chăn trâu bắt con loại nhỏ. Để toàn con to thôi. Ấy ấy. Những quả lậu đung đưa trong gió, quả này chắc là bị à, đã con sấu đục rồi anh em này. Xoài. Xoài hoa này. Ui trời em ơi. Ui đóng đóng rồi. Ui đóng đóng rồi. Ui. Ui đóng đóng rồi anh em ơi. Ui ống ống à. Ui 16 tê nhấc 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 hẳn đi mà. Ui. Phê quá. Ui.
Lên 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 lên. Lên luôn. Ôi giời ơi, phê quá anh em ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Con này nhấc mày lên mà luôn. Vào. Lại quá, tuyệt vời luôn. Ôi giời. Nào, anh em nhìn chưa? Đây là cá sông bụng nó như thế này anh em nhé. Ngoài đói, cá sông bụng đói. Đấy. Con này nhỏ, nói chung là so ba con này sẽ nhỏ hơn hai con kia nhưng mà rất là tuyệt vời. Này cá cuốn nổi, bắt thêm chặt phê. Quá là phê luôn. Quá là tuyệt vời. Tuyệt vời quá anh em ạ. Trời ơi, sướng thế. Ui, quả này phê chưa anh em ơi. Ui chặt, con này nó kéo rít. Gọi là phê tít mù. À, anh em nhìn toàn cá ngon này. Phê thật đấy, cá sông này nay mới sướng. Về nay thì có bữa rồi. Này, 500 anh em đến ăn cá cùng các bác ạ. Phê quá. Về thôi anh em nhé. Tuyệt vời.